Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nhé. Như thường lệ thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng đến quý vị. Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an cuộc sống. Thì đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng xin được cập nhật đến quý vị nhé một số cái thông tin mà liên quan tới vụ việc của cháu Đạt. Thì mọi người cũng biết là khoảng thời gian này có quá nhiều những thông tin mà mình cũng chưa cập nhật được đến quý vị. Vì mọi người hôm nay có thể nhìn thấy mình mặc một cái trang phục rất là đường chợ, phải nói là đường chợ vì mình đã có được một cái trải nghiệm. Hôm nay thì vợ chồng mình hôm nay là vào Huế nha mọi người. Mình vào thăm thầy Minh Tuệ và cũng muốn đăng một chút hình ảnh về thầy. Thì bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị trở lại quê nhà nha mọi người. Và cái thông tin về cháu Nguyễn Hoàng Đạt thì luật sư Thơm tiếp tục đăng tải những cái thông tin lên trang cá nhân của mình. Thì mình sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn để mong quý vị và các bạn chúng ta có thể nắm được. Hỏi cung bị can đăng xuất người. Sáng nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Oai, luật sư Thơm đã tham gia hỏi cung bị can đã bị khởi tố về tội đăng xuất người theo cái quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Việc hỏi cung bị can được tiến hành ghi âm ghi hình theo quy định của Bộ luật tố tụng. Cái thời gian gần đây thì cái lực lượng công an nhân dân điều tra đã đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện cái việc hỏi cung có ghi âm ghi hình. Đặc biệt là chú trọng đến cái sự tham gia của người bào chữa trong cái quá trình hỏi cung cái người bị buộc tội về cái việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can là hết sức cần thiết, là cách thức giám sát hoạt động hỏi cung bị can, buộc các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng phải cẩn trọng, khách quan, không lạm quyền, hạn chế cái việc bức cung dùng nhục hình bảo vệ quyền con người trong cái hoạt động tố tụng hình sự. Thì các nội dung ghi âm ghi hình cái việc hỏi cung bị can cũng là một cái chứng cứ quan trọng giúp cho các cơ quan tiến hành cái tố tụng và cái người tiến hành tố tụng có thể xác định sự thật khách quan của vụ án, chứng minh một cách khách quan và đầy đủ các tình tiết của vụ án, hạn chế được oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, đây cũng là những cái căn cứ xác thực giúp làm rõ hay không việc mớm cung, bức cung hoặc là nhục hình để kịp thời bảo vệ các cái quyền lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo và xử lý những cái hành vi vi phạm nếu có, hoặc là phản bác lại những cái việc pháp cung chối tội, thay đổi cái lời khai không đúng sự thật hoặc là bịa đặt tố cáo sai sự thật rằng là mình bị bức cung nhục hình của bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án. Về cơ bản thì các vụ án hình sự khi đã có hình sự tham gia của luật sư Thơm thì các cơ quan tố tụng và những cái người liên quan sẽ yên tâm bởi cái sự công tâm khách quan, đúng người đúng tội, không làm oan sai, không bỏ lọt được cái tội phạm, mọi cái hành vi vi phạm tùy theo cái tính chất mức độ hậu quả sẽ được xử lý theo đúng với pháp luật. Cảm ơn tình cảm của sự tin tưởng của mọi người, các cơ quan tố tụng đã dành cho luật sư. Thưa quý vị, đây là một trong những thông tin mà luật sư Thơm đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình. Và luật sư cũng muốn rằng là sau này thì
tất cả mọi người đều muốn lấy lại cái công bằng cho bé Đạt trong cái khoảng thời gian này. Và mấy ngày hôm nay mình cũng rất là bận, một số công việc cũng không đăng tải những thông tin cho mọi người xem được. Thì cũng mong tất cả các quý vị và các bạn chúng ta sẽ hết sức thông cảm. Mình ngồi đây ở cung đường ở trong Huế này, đúng cái đường quốc lộ 1A này, xe đi nó hơi ẩm mọi người. Thì mọi người cũng thông cảm. Vì lẽ ra là trong cái ngày hôm nay mình đã đăng tải rồi, nhưng mình bận, mình đi cả ngày hôm nay rất là mệt, mình cũng không đăng tải thông tin cho mọi người xem được. Vì cũng có nhiều cái bức xúc của dân tình hiện tại vẫn đang tiếp tục quan tâm cũng như là theo dõi những cái hành trình, những cái mà khởi tố ra cái vụ án này đấy, để lấy lại công bằng cho cháu Đạt. Thì mọi người cũng biết là cháu Đạt bị đánh như vậy là rất là đau đớn, thì ai cũng vậy thôi, con mình bị như vậy thì đương nhiên là mình cũng phải xót xa, đúng không ạ? Thế còn về phía bé Đạt thì hiện tại cháu Đạt đã ra đi, để lại cho tất cả chúng ta những cái nỗi niềm tiếc thương vô hạn, không có cái gì có thể bù đắp được. Thì luật sư Thơm thì mỗi ngày một cái công việc và cũng rất là sát sao với bé Đạt, gia đình bé Đạt để lấy công bằng cho cháu. Mình cũng rất mong sao các quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ đấy, tiếp tục ủng hộ cho Vợ Hạnh TV để mình sớm cập nhật những thông tin mà mới nhất, dành lại cái sự công bằng cho bé Đạt. Thì luật sư Thơm các quý vị biết rồi, anh ấy cũng rất là sát sao trong công việc này. Thật sự là đến mấy ngày hôm nay ấy, thì cũng chưa có những thông tin gì nó mới lắm, nhưng luật sư Thơm mới đăng tải lên trang cá nhân của mình. Mình cũng mong muốn được cập nhật đến gửi đến mọi người những thông tin để mọi người nắm được, để đỡ biết thêm những thông tin về cháu, đỡ phải lo hơn với mọi người. Bởi lẽ trong cái quá trình này thì mình cũng muốn vào trong Huế để mình gặp thầy Minh Tuệ đấy. Vì thầy Minh Tuệ trong cái thời gian qua thì thầy đến Huế rồi và mình cũng đã về đây. Bà con nhân dân Huế ở đây bà con rất là tình cảm và đón tiếp thầy rất là tình cảm. Thì mình cũng muốn vào để đảnh lễ và cũng muốn gọi là lấy một chút kỷ niệm khi mình vào tới Huế. Thì mình chưa cập nhật được cái thông tin, thì hôm nay bây giờ mới có thời gian ngồi nói chuyện với quý vị, để mong rằng tất cả chúng ta hãy lên án cho những cái kẻ mà quỷ đội lốt người, nó sẽ phải trả giá bằng những cái việc làm. Thì mọi người cũng biết rồi là mình không muốn nói nhiều về những vấn đề của gia đình của cháu Đạt, mà mình cũng chỉ muốn là nói về vụ án thôi, để mọi người nói về những thông tin mọi người biết được, mọi người có thể ủng hộ cho cháu Đạt nhiều hơn. Vì ai cũng thương cháu, đúng mọi người, ai cũng thương cháu Đạt rất nhiều, bởi vì là cháu Đạt thì còn quá là trẻ, 15 tuổi, thật sự là cũng rất là thương. Hiện tại thì các bạn cùng trường thì cũng đã nghỉ hè rồi, các bạn nghỉ hè rồi, thì còn cháu Đạt thì ra đi trong sự đau đớn tức tưởi. Cũng mong sao là được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của tất cả mọi người trên cộng đồng mạng, để tiếp tục mà có cái thời gian có những cái động lực để cho luật sư Thơm sẽ có được những cái động lực lớn để mà lấy lại công bằng cho cháu Đạt. Có vậy thôi, thì ngày hôm nay là luật sư Thơm lên tiếng, mình cũng cập nhật đến quý vị như vậy. Thì mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho Vượng Hạnh cũng như là ủng hộ cho luật sư Thơm, để luật sư Thơm sẽ có động lực nhiều hơn, mình cũng có nhiều những thông tin để mình gửi đến quý vị. Và một lần nữa thì cũng xin được gửi tới toàn thể quý ông bà cô bác anh chị, tới quý vị và các bạn trong ngoài nước những lời chúc sức khỏe và tốt đẹp nhất, cho quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Còn tiếp tục ủng hộ mình thì mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất để gửi gắm đến tất cả mọi người trong cái thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mình tuy rằng mình ở đây nó hơi ồn với mọi người,
mình ngồi đây nó hơi ồn một chút, mọi người thông cảm và mọi người hãy đợi những thông tin tiếp theo nha. Cảm ơn quý vị.